Hello, chào các em và các bạn. Chào mừng đã đến với kênh channel Toy Hunter ha, người săn đồ chơi. Và hôm nay anh có săn được một hộp khủng long. Bây giờ ta sẽ coi cái hộp phía ngoài trước ha. Đây là đồ chơi khủng long ha. Ở đây là người ta nói là nếu mà không thích thì 60 ngày sẽ trả tiền lại. Và một hộp nó có 10 12 con ha. Vâng, đây là cái hộp của nó đây. Rất là đẹp ha. Đây là 12 con. Và đằng sau ta có một cái hộp, ở đây là để check mã ha. Ở đây là hãng sản xuất đồ chơi. Và đây là cảnh báo là đồ chơi này dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên ha. Vâng. Rất thân thiện với môi trường ha. Đây là 3 tuổi. À, đây là các bạn đã biết anh chàng khủng long này rồi. Anh chàng khủng long bạo chúa ha. Ở đây là có Facebook và Instagram, YouTube và Twitter ha. Những trang này mình có thể theo dõi hãng sản xuất của người ta. Và bây giờ ta sẽ review bên trong hộp nha các em. Đây là có một tờ rơi ở đây ha. Khi mà các bạn mua những sản phẩm ở đây thì ta có thể check mã QR ở đây. Và bên đây là nếu mà mua thêm sản phẩm thì các bạn có thể được 15% với cái mã trên đây ha. Và trang web nếu mà bạn order ở đây. Và ta sẽ coi bây giờ có bao nhiêu khủng long trong đây ha. Ơn đầu tiên ta sẽ nói về khủng long này ha. Khủng long này có ba sừng, tên là Triceratops. Nó rất là nhìn rất là dũng mãnh giống như mấy con tây giác này của mình ha các bạn ha. Và đây đây là họ hàng chung với Triceratops. Đây là Teracosaurus. Rất là cứng, cái đầu rất là cứng nha. Khủng long người ta là Tyrannosaurus. Và khủng long này cũng thuộc dạng là khủng long ăn thịt nha các bạn. Giống như khủng long ăn thịt vậy đó. Đây là Baronesi. Khủng long này rất là dữ. Là một loại khủng long, cũng là khủng long ăn thịt và săn mồi ha, cũng rất là thông minh, săn theo bầy đàn ha, tên là Velociraptor. Còn khủng long này là khủng long gai, cái lớp sừng của nó rất là bảo vệ chắc chắn ha, nhưng mà nó có nhược điểm là khi mà nó bị lần nữa lên thì nó rất là dễ bị tấn công. Đây là Ankylosaurus. Còn đây là khủng long bạo chúa ha. Như mọi người đã biết khủng long này rồi. Tên gọi tắt của nó là T-Rex ha. Tyrannosaurus. Tên gọi tắt là T-Rex. Còn trong các loài khủng long thì chỉ có hai loài này là khủng long hiện nhất với các bạn. Khủng long này hai khủng long này là ăn lá cây ha. Nhìn nó không phải là một đâu nha, nó là hai con đó, họ hàng với nhau. Nhưng mà Abatosaurus, khủng long này có kích thước trung bình một con là trên 35 tấn một con. Còn anh chàng này khủng long này khủng long bùn gai ha, hơi quay sơ lướt nhìn rất là dữ. Còn cái chàng khổng lồ có đường này cũng là khổng lồ
một loài khủng long này nữa. Khủng long này rất là thông minh, chạy cũng là rất là nhanh nha. Hôm nay nếu các em coi cái video này, nếu thích hãy like và share comment, và nhớ subscribe theo để